trong của đạo bình. Này trời đất thêm điêu linh, này lửa khói gây tang thương, ô buồn khắp xa trường lập loạn giao mạc, trong chìm lăng áp tiếng hà. Bao dân lành khắp nơi gào khóc than quán máu xương, buồn lòng ai không còn tình thương, buồn từ tim lan tràn nghìn phương, kiếp trong thừa tàn ta thế lương, tàn ta thế lương. Y Lan ơi, Y Lan, cháu, cháu Y Lan đâu rồi? Giặt tới, ông ngoại đâu rồi? Chú ịch, sao chú ông rình coi giặt gì mà quýnh lên dữ vậy? Trời ơi, sức mấy mà tao dám rình? Thiệt chú này nhát gan, gặp tôi thì tôi núp khói liền. Coi quân gì của ai, lại giao chiến với quân của ai? Thầy Thiên Hoàng xua binh, giao tranh mất còn với quân Bạch Hải. Đánh nhau lòng trời không lo chạy trốn mà còn đi coi. Chô kịch vào sửa soạn thuyền buồn phòng khi chạy giặc. Dạ. Má, giặc đánh tứ tung, con chắc là có cha con cầm binh Thiên Hoàng sát trận. Cha con là Tổ Ngã Sĩ Nguyên, đã ra đi hơn 10 năm rồi chưa trở lại. Không biết chừng nào con mới thấy mặt cha. Rồi đây cũng có ngày yên binh lửa, cha con sẽ về gần gũi mãi bên con. Dạy con làm dũng sĩ hiền nam, để mai sau cứu nước hòa thiên hoàng đánh đuổi xâm lăng và bọn giặc sứ quân. Con đã lớn con mà cha con nhau é lợt là thâm tình, hoặc cha chẳng thèm nhìn. Nếu hiện thời trong chiến trận gần đây mà có mặt cha con, thì chắc cha con sẽ ghé bước lại nhà thăm ông ngoại với con thơ. Con cầu trời có cha con giữ trận, cơ tử vị xuyên, con hãy vào lấy cho cha thanh kiếm bao vạn xuân để cho cha ra trận mà. Dạ ông ngoại, cho Ý Lan theo với. Không được, con Ý Lan phải ở nhà cùng với mẹ và chú kịch lo sửa soạn thuyền buồm để giúp đỡ những người muốn trốn tránh cảnh đau binh hỗn loạn lan tràn. Là biết thương mẹ thương cha, để ông ngoại ra đi cứu nguy cho Thiên Hoàng. Vì Bạch Hải sứ quân tàn bạo, gây điêu tàn cho nước nước. Sao con không đem cho cha thanh gương bao? Dạ, thanh gương bao của cha con tìm không thấy ở đâu. Thanh gương bao vạn xuân cha treo trên đầu giường, lẽ nào lại mất? Để cha đi tìm. Xin kính chào cơ tử Dĩ Xuyên. Kìa, chú Cẩm Bình đại huynh, có phải chăng chú huynh giữ trận về đây mà sao không thấy chồng tôi cùng ghé bước? Anh Tôn Ngã Sĩ Nguyên không về được. Tại sao chồng tôi không về được
mà chú huynh có vẻ băng tâm. Vì Sĩ Nguyên đã chết. Chết? Phải, Sĩ Nguyên chết trong giáo gươm hỗn loạn khi hoàng hôn đổ lạnh xuống biên thuyền. Anh chết giữa niềm thương và mến phục cuốn đi muôn người. Sau khi đánh bại sứ quân Bạch Hải thì anh âm thầm rời bỏ Yên Cương. Thọ chết tử thương vào lúc hoàng hôn rồi tắt thở trong tiêu điều gia lành. Anh chỉ còn mình tôi bên cạnh để làm người thân mà tiếng biệt linh hồn. Không, tôi không tin rằng chồng tôi đã chết. Bố mẹ con tôi tìm nuôi cạnh cô đơn. Chị hãy tin lời chú Cẩm Bình là thật và nhìn là đây ký vật kẻ qua đời. Thanh gươm. Phải, đây là thanh gươm bao mà trọn đời không một phút nào người để ly thân. Chính Sĩ Nguyên đã trao lại cho tôi và căn dặn trong cơn hấp hối bảo tôi ráng giữ gìn gươm ấy và hãy đi hết lòng lo bảo bọc cho dễ xin. Lời trôi trăng đứt nở đau thương dần tắt nghẹn theo những dòng huyết lệ. Rồi anh ôm chặt tay tôi lại như gương nhìn tôi rồi anh nhắm mắt lìa đầu. Chồng tôi chết có lẽ nào như vậy. Chú huynh ơi đừng dối gạt gì xin. Đây là sự thật hiển nhiên, xin chị đừng ngờ vậy. Nhưng có thật gì không? Có thật là chồng tôi đã chết sau mười mấy năm giá kim ra đi. Không thấy con gặp vợ một lần nào. Và chết đã bao lâu? Hay mới đây trên chiến địa ngập máu đào? Tôi kính xin đại huynh hãy tỏ bài cặn kẻ phân minh. Trong chiến cặn vừa rồi anh đã âm mà tầm hy sinh. Và anh dặn tôi phải gần cơ tử lúc cô đơn, đem tất cả tình thương ra đùm bọc. Vậy là sao? Anh bảo chú Cẩm Bình hãy chấp đôi tơ duyên cùng cơ tử. Thôi im! Chú huynh không được sổ sàng như vậy. Dạ nguy rồi cô cơ tử ơi, dễ lan cùng là lão sư. Kẻ gian mới vào bắt đi chắc chắn là ông cháu Lâm Nguyên. Và đâu đến nơi chưa người tan thông. Nếu cơ tử không chê thì Cẩm Bình đi tìm giúp. Nghe chú huynh giúp đỡ, tôi nguyện đáp ơn sau. Không cần đáp ơn mà chỉ cần cưới Dĩ Xuyên làm vợ. Không thể được. Không à? À, nếu không thì tôi xin kéo biệt. Khoan, tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng hầu hạ chú huynh. Trời ơi đất lỡ trời lông can thường đảo ngược. Ai, ai mà mặt mày đầy máu lê lết tổ thi ma? Phải, tao là quỷ ma tổ thế giới bên kia. Vừa sống lại về tìm mi đòi mang. Dạ ra, nếu không có chép bái đầu. Khoan, gươm ấy đã hết linh tổ chiến trận khi được dung lên các đoạn nghĩa kim. Mi muốn giết Sĩ Nguyên rồi về đây chiếm đoạt duyên lành. Mi toa rập vơ con đàn bà phản cắt để đùa nhà cười trên xác chết của người xưa.
những lỗi thai xác chết đây vẫn còn đây, kịp trở lại ngắm nhìn tường tận một trò đời bẩn thỉu tanh hôi của những con người diện nhân tâm thơ. Trời đất, thằng điên nào vào đây mà xài nặng quá vậy đó. Ai tên ấy là ai? Một thằng điên thì đúng hơn, nó là kẻ gian vừa bắt lão sư và cháu bé. Điên, điên. Im. Mày là ai mà bắt mất con tao cùng thân phụ lại dám trở vào đây kêu hành đùa cười? Vì thù quán điên tư hay mày đây là lũ vợ buôn người? Mày cần cửa hận hay cần tiền bạc thì ta sẵn sàng đánh đổi tại đây. Hãy nói đi, ta sốt ruột thương cha và đau đớn vì xa con trẻ. Sao mi cứ cúi đầu lặng lẽ như có điều gì nghĩ ngợi suy tư? Trẻ cướp mà làm gì với suy tư nghĩ ngợi? Ta cứ ném tiền rồi đuổi hắn đi ngay. Mi có bằng lòng nhẫn tiền và trả lại cho ta sự đoàn viên không? Không, tôi không thể trả lại cho ai sự đoàn viên nào hết, vì tôi chưa bao giờ gây ly tan cho ai. Nhưng nếu bà cứ quả quyết rằng tôi có thể trả bà xâm hiệp thì tôi cũng từ chối từ giờ này cho đến chết. Vì nếu tôi đã cho bà rồi, ai trả lại cho tôi? Vậy thì thôi, phần của ai riêng nuốt hận chia ly mà chờ đợi thời gian hồi ngộ. Vì tôi với bà chỉ là hai người xa lạ, không liên can chi tới chuyện gia đình. Nhưng mi là kẻ gian đáng chết. Thôi, dầu nó là kẻ gian mà mang tấm thân tàn tạ ấy cũng chẳng làm gì. Chàng hãy để nó ra đi rồi tìm theo sào huyệt nó. Kính chào bà, ta sẽ theo mi. Bảo tú, bảo tú tới rồi. Vô bình, mang đem thuyền đi lên ra. Dĩ Xuyên đâu? Dĩ Xuyên đâu? Ta đã mất Dĩ Xuyên. Cơ tử Dĩ Xuyên, cơ tử Dĩ Xuyên. Bảo tô nổi lên, bảo tô nổi lên. Bảo tô đã nổi lên rồi, bảo tô âm từ xa làn gió thổi về nghìn trùng ngoài khơi làm sóng đua dằng. Hãy cùng phăng đi sông nước kia ôi, hãy cùng phăng đi bao nhiêu hận đau. Kìa, anh chèo đò Mã Quắc may mắn gặp anh. Anh làm ơn đưa giùm em đến dinh sứ quân Bạch Hải. Mã Tú Thương Lan, mày lâu lâu mới gặp mặt thằng anh ruột của mày rồi mày sai tao vậy hả Thương Lan? Bộ mày ỷ mày làm bà phó chủ quán anh đào dựa hơi sứ quân rồi mày làm tàn. Vì em cần gấp đi rước sứ quân. Không, tao bận đi kiếm thằng bạn điên của tao. Đứng lại, tôi cấm anh bước thêm một bước. Nếu cãi lời thì đừng trách cứ Thương Lan. Sao chẳng nghĩ tình anh em, tôi khuyên anh nên trở lại bên thuyền. Nhưng tao không thể chịu lòng bà phó chủ dễ cảm phiền bà tìm thuyền khác mà đi, để thằng này lo phận sự riêng tư. Tôi khuyên anh đừng cãi lệnh Thương Lan.
để tôi tiến cử anh cùng Bạch Hải sư quân, cho anh có đội giúp tước. Thôi quan tước của mấy người như bọt nước trôi sông, chỗ ta đi. Dạ ma, ta đi có việc, mi định bắt anh chèo đò đó cho ta. Xin dừng. Ê, đứng lại. Mã Quắc là bè bạn tao, có thù quán gì đâu mà mày bắt. Dạ ma. Thì gọi giả bảo dân lấy lễ, chứ tôi có ưa gì họ. Không ưa sao mày làm hồ lì cho tổ quán chứ. Vậy hồi trước tôi làm tay sai cho ông Chu Cẩm Bình, ông biểu tôi bắt lão sư Lạc Hạ và con Y Lan, thì tôi cũng làm vậy. Ủa, nói vậy Chu Cẩm Bình biểu mày bắt chi vậy cả? Bày đặt lập kế rằng ông làm bộ ra quay đi giải cứu để tống tình Cơ Tử. Nhưng lão sư Lạc Hạ và Y Lan đâu? Vì bão tố nổi lên bất tử nhận chìm thuyền trong sóng nước đại dương, rồi mạnh ai nấy lội, tôi sống đây cũng nhờ Phật độ, còn khó thì không biết ra sao. Nè chú nhân coi, họ có thoát chết ngay không, hay là mồi cho cá sấu biển đông, rồi không mong thèm trở lại trần gian. Họ ra sao thì tôi không biết, chỉ biết thân này sống sót là may, rồi đổi nghề đi bán quán sinh nhai, quyết không làm bô tha cho ai. À như thế thì đã ra manh mối, chính Cẩm Bình đồng ra với mi, bài ra đều tử biệt sanh ly, tao sẽ trả thù tất cả bọn mi. Ủa, tôi đã khai cho chú biết manh mối rồi, chú thù tôi luôn sao? Tại nóng nói vậy chứ, mày đã ra ơn giới thiệu tao và cô Cơ Tử vô làm công trong tử quán thì tao đâu có thù mày. À vậy thì quê. Ê, đứa nào vô quán xin mò gì đó, ăn cắp đồ hả? Tao đi kiếm thằng bạn khùng của tao. Khùng nào vô đây? Đi ra. Bà phó chủ của mày không dám đuổi mà mày sức mấy. Sức mấy? Sức mấy? Tao nói chơi với chút mà mày đánh tao rụng răng hả? Được. Ờ kìa, mà quá. Thôi, không mã mồ gì hết á. Bữa nay tao thua mày, tao hẹn mai mốt rồi tao thua luôn. Mã Quắc ơi, tao thương mày nghèo mà lòng ngay giả thắng, không tham xa qua tiền bạc chôn sang giàu. Thà chịu dãi nắng dầm mưa qua năm tháng chèo đò, không theo em gái đi làm tôi mồi cho bọn khốn tàn bạc hải sứ quân. Nỗi tủi nhục của tao là ai biểu sao, nghe vậy để kiếm tiền sanh sống nuôi thân. Mày cô thương thì tha thứ cho tao, một kẻ rất thương mày có lòng sâu giả sắc. Dạ mà, lâu lắm rồi tao mới gặp được một người biết nói ra lời phải. Mày mới đáng là bạn của tao. Tao không giấu giếm gì đâu, chính tao là một kiếm sĩ phiêu lưu hồ khai, vì lòng tin nên chốt chạy theo kẻ gian mà phán lại thiên hoàng. Trời mặt mày kiếm sĩ, nay thật thế xa cờ tao quá đã là một kẻ đê hèn. Tao chung kiếm làm người thả tiền, với một mưu đồ trong má lại sứ quân, chui vào đây chịu đủ thứ gian nan, thầm cầu nguyện gặp người hùng tô ngà, mà danh tiếng gian lừng bốn bể, như một vị thần làm kiếp đáng quân gian. Mày nói Tô Ngã Sĩ Nguyên có phải không? Phải, Tô Ngã Sĩ Nguyên, tay kiếm sĩ ngang tàn của phù tán tam đảo. Tô Ngã Sĩ Nguyên tao cũng có nghe danh hồi mấy năm về trước, nhưng hiện giờ thì đã bạc
âm tinh. Và người ta cũng có đồn rùm beng rằng Tô Ngã Sĩ Nguyên chết rồi trong chiến trận mà các bụi xa trường đã vùi dập thay thi. Gia ma vậy tao khuyên mày nên có lòng nhân trong lại sư quân thì nên đào kim rồi chiến binh mãi mã chớ hơi đông mà chờ đợi sĩ nguyên. Nếu chưa có đủ tài thì tìm chỗ học thêm sau lại đi giam thân công tiếp sống nhục nhằn. Có khách vào anh mau quắt mau ăn mặt. Chủ quán đâu cho rượu? Kìa thằng nhỏ ăn bài đi ra, quán này bữa nay dành tiếp sứ quân đi ra. Sứ quân nào đến quán cũng bằng tiền, tôi có tiền, bà hãy nhận tiền và mau cho rượu. Không, sao lại không cho rượu? Nào kìa, hiếp một thằng điên, đi ra ra hết. Hả? Không ra. Mời ông bạn cứ ngồi. Và ngồi trên cao. Ta cho rượu. Tâm cứ việc nói. Nói có bảo kê, nói nữa đi. Nói hoài nói mãi nói bất tận liên tù. Có miệng thì cứ ăn nói. Nói trên trời dưới đất. Con cá lóc cắn lưỡi câu và nói con trâu mang trái cây. Tại người ta có bạc vàng, mình phải đãi người chứ sao. Thôi, mau mau đem rượu thịt cho nhiều đặng ta đãi ông bạn già cũ ta. Xin dân. Dạ ma, bây giờ mày cũng định bọn ăn mày mất trí ấy hả? Dạ, vì họ có tiền. Đây, cho bà một thoi, dạ ma một thoi. Thoi gì? Vàng. Đem rượu ra đây. Nếu không thì ta cho mỗi người một đấm. Dạ, dạ để tôi và phó chủ đi lấy rượu. Ông là ai? Từ nơi nào tới? Quê quán đâu? Ông còn nhớ hay không? Quê quán tao chìm dưới đáy biển Đông. Và con với vợ cũng qua thành tôm thành cá. Ông nói thế là sao? Có một chiều tao ngã lăn trên bãi cỏ, rồi đêm về tao trở lại nhà xưa. Không thấy ai mà tao chỉ thấy con ma, hai ba đứa rượt theo tao mà chém. Ma chém ông? Phải. Đưa thề chém tao bằng thanh gươm bén, đưa lại giết tao bằng ngọn lưỡi kẻ vong nguyên. Mà thôi nhắc nữa làm chi cho thêm hận thêm buồn. Đời là tế đảo xuôi lộn ngột, chẳng khác nào như một sai. Trời đất còn quay không gì đứng dừng, đụng mỗi đường này mà chân bước kia ngã kia. Bởi vậy nên tao cứ việc thì vui mặt thiên hạ, nói mình là thằng điên mất trí. Lời nói lắm khi nghe rất tình. Nhưng mà mày thích tao điên hay tỉnh? Thích ông tình, đặng nói cho tôi nghe. Nhà cửa vợ con tao đã nói, nhà cửa tao bão giông thổi sập và thôi mất tiêu thê tử của tao rồi. Chỉ còn để lại cho tao bờ biến mình không người. Cây lá đổ quang tàn sơ xác tao một mình nghe sóng vỗ thê lương. Tao thương con nhưng nó
chẳng thương tao. Tao nhớ vợ mà vợ tao không nhớ. Thằng nhỏ ơi, nếu mày không cha không mẹ thì hãy dẫn tao về mà kêu tạm nhà cha. Nếu ông không chê con dù con rất vui thì con xin rước ông về để gọi là cha. Nói chơi cho mày, đâu phải con tao mà gọi ẩu. Ông ơi, được nghe ông giải bài tâm sự làm cho lòng tôi chua xót đớn đau. Tôi thương ông lắm mà con tôi phần mình nhớ mẹ thương cha. Hai, tôi cũng có một người cha, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi không bao giờ biết mặt, chỉ nghe nói cha tôi đi đánh giặc rồi bỏ mình nơi chiến địa quan trung. Mẹ tôi cũng bỏ đi đó, mình tôi với ngoại bây giờ nội trung lang thang quần áo tả tơi. Ngoại tôi quất hận, còn tôi thì buồn. Tất cả hãy lui ra để ta tiếp đón sứ quân Bạch Hải. Xin kính mời Dương huynh an tòa để Bạch Hạc Quyền Thi giới thiệu gia nhân. Mời gia nhân cơ tử. Dạ, kẻ đi tiện xin quỳ dưới bệ dâng lên sứ quân chén rượu xa kê nhát tiên cao bệ. Ân tình thương nó cố đau, cố pha lệ dương bên nó đau. Nồng nàng như gió đêm thâu, nồng nàng như gió đêm thâu. Một lòng mừng nói cho biết như pha thương dương bên. Người đẹp cơ tử ca hay múa giỏi, đang cận kề dưới trướng Bạch Hải sứ quân. Cơ tử nàng hãy đến với ta. Khoan, sứ quân đừng vô lễ với gia nhân. Quan lục đạo cấm bình, ngài đã về đầu phục sứ quân, sao dám đến quán khi quân phạm thượng. Xin ngài lục đạo nên giữ lễ với dương huynh tôi. Nếu phải giữ lễ với sứ quân, ta bắt Quyền Thi làm vợ. Quan lục đạo đứng im. Không, ta là chú Cẩm Bình, từ hôm nay xin trả lại cho Bạch Hải sứ quân chức cao quan lục đạo, để không còn tuân theo quái lệnh của ai ban. Ta quyết định chiếm Quyền Thi không gì ngăn cản được, để đánh đổi vị xuyên là người đẹp của ta. Im! Ta đâu phải phường lan cha vô tri, mà ông số sàng một cấp thiếu lễ nghi. Ta khuyên ngài giữ lấy thân và nên thận trọng, kéo gia chạm vào sứ huynh chúa tể đất Trường Cương. Không biết. À, chết rồi. Trời, Dương huynh đã chết. Ngưng, bắt Quyền Thi đem về Dương phủ. Dạ. Từ nay chú Cẩm Bình thay thế sứ huynh để Trường Cương làm chúa tể, và ta đem cơ tử về làm ái hậu. Ta đốt cha thằng nào dám bước tới. Thằng điên hỗn láo. Hỗn láo rồi, chạy. Chạy như điên, mới có vài hiệp mà nó đã chạy rồi bé ơi. Ông là ai, từ đâu tới mà giải thoát được tôi? Tao từ ở trên trời rớt xuống, dưới đất chung lên, không vợ, không con, không nhà, không cửa. Thân phận tôi chẳng khác gì ông.
mẹ có chồng con không? Tôi có chồng già sanh nở lúc loạn ly, rồi chồng chết không vẹn toàn thi thể. Chồng mày chết? Chàng đã chết vùi thay da ngựa giữa mùa đông khói lửa loạn xa trường. Không một nén hương để tiễn biệt đưa đường, không ngấn lệ của vợ hiền con dài chàng đã lìa đời trong giá lạnh đơn côi. Hơn 10 năm chờ đợi chồng tôi để tiếp đón ông tin từ biệt. Ông sanh ly dừng mong ngài gặp mặt, còn tôi đến trọn đời thấy tuôn rơi nước mắt. Bộ mà tính mày khóc chồng mày hoài vậy sao? Đâu có được, còn là chồng chết hả? Ớ, mày phải lo đi tái giá chứ. Tái giá? Tái giá với ai? Tôi không dám nói sẽ trọn đời ở vậy. Dù hiện giờ đây lòng tôi đang đặt hết tình thương vào một đứa con thơ ấu dài khờ. Tôi nguyện sống chết vì con cho đến khi tấm thân vùi dập dưới mồ. Những ước nguyện có dễ gì thành thơ giữa đầy dây gió mưa. Cho nên hiện giờ đây tôi lạc mất con thơ cùng ngoài nó trong tay bồn trước. Nỗi tuyệt vọng đang bao trùm cuộc sống tôi bàng hoàng không biết phải về đâu. Mày mất con này thì đi tìm con khác. Đàn bà lịch sử như mày thiếu gì con mà làm cái màu đau khổ. Ê, tao mới đau khổ mà ta không có thèm than nha. Tại ông coi thường tình nghĩa, và tại ông không đứng vào hoàn cảnh của tôi, nên mới nói những câu dửng dưng bạc bẽo chẳng nghĩ gì đến tâm sự khổ đau. Ông ơi, tôi đang tìm kiếm con tôi bằng tất cả tình thương của một người làm mẹ. Nếu phải chết để cho con tôi được sống, tôi cũng không chối từ đến việc hy sinh. Vì tôi cần nó nối nghiệp phổ thông thành kiếm sĩ trừ gian dẹp giặc, đó cũng là cách trả thù bọn cướp đã gây ly tan khổ hận gia đình. Ê, giả tỷ như ta kiếm được cha và con của mày, mày dám nhận ta làm chồng không mày? Dám. Dám mà nhăn mặt xây chỗ khác. Thôi mày chê tao điên thì đừng nói xã giao. Tao điên hả mày? Không, có tử. Kìa, nữ chủ Quyền Thi được thả trở về. Quân, hãy bắt cơ tử đem ra triệu mã. Nữ chủ muốn làm gì? Tôi về bắt nàng để dâng cho chú Cẩm Bình làm ai hậu. Khốn kiếp. Tôi bằng lòng chịu chửi để nghe lương tâm hành hạ trái tim tôi khi phải vui lừa một bạn gái đơn côi. Cũng biết yêu thương hận quán lại đi xô nàng vào tay kẻ tình hồi để đưa qua thân tôi. Chắc nàng miệt khinh cuộc đời tôi, khốn nạn rất tham cao sang quyền lực bạc vàng nên biết vùi dập qua ta. Không, tôi không khinh nạn, chỉ muốn đỡ thiên thân để lo báo hận cho anh. Vậy chỉ xin nên thông cảm
Bình. Nghe những lời của Quyền Thi tâm sự, tôi rất sẵn ra đi. Giá từ nữ vua. Kìa, sao để con nhỏ nó đi, bà chủ quán? Đêm tàn đông sương tuyết rơi, lòng nhớ thương xa vời, thương cha thương má thương ngoài bây giờ nơi đâu, nào ai hay tâm thân của con đo đài. Nghe lời than của con đầy tiếng xa đoàn tường, nhưng ai ngăn cách cho mẹ công cường mà con đành giam thân giữa nơi gấm qua đời chờ. Xin lĩnh bà đừng đến quê viên, hãy quay vào Trương phủ, vì lĩnh sư quân nghiêm cấm mọi người. Nhưng ta là hoàng hậu của sư quân. Bà chưa là hoàng hậu vì bà chưa bằng lòng nổi trong ngữ tân hôn. Không, ta chỉ nổi trống lên khi nào chú sư quân tìm được con ta và thân phụ. Đúng. Cái gì đúng thì lệnh bà nói đúng. Thôi, đã tới phiên chú gác, đừng xen vào chuyện bên ngoài. Sinh viên, tới phiên tàu gác, bà con cô bác lên xa ra. Ai đâu? Mã Quốc. Còn thằng kia? Ông nội mày. Ê, hổng bài đầu. Tao đố mày, chém đứt đầu tao, đứt một cái tao mọc thêm 10 đầu. Bạn tao phép thuật cao siêu, mày chạm tới kể như nga nhào tiều. Khóc hùng đừng nói chuyện lè đời, thằng này là sư phụ của sứ viên, hãy nhìn kỹ rồi mau đầu hàng. Dạ em mới một lần lầm lỡ, xin ngài tha thứ cho em. Biết điều thì đi khỏi quê hiên. Dạ em xin ở lại tìm thăm lĩnh bà. Nói chơi phạm thượng chết à. Tao chấp mày một tay đó. Đó. Ai đó? Ai vào em ổ? Ôi quê 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 quê. Không có cự lệ tao mà làm tàn với sư tổ. Ủa thằng điên đâu rồi quá? Đi kiếm lĩnh bà. Không được. Thằng kia. Mã Quắc, sao anh dẫn ông bạn mất trí kia lẫn trốn tôi? Nữ chủ, vì nó đòi đi kiếm cơ tử vị xuyên. Tôi cũng biết người đi kiếm vị xuyên. Nhưng nó điên khùng, mà nữ chủ hỏi làm chi? Vì tự nhiên tôi cảm mến người kia khi người ở tạm một đêm bên tử quán anh đàn. Tôi biết người ấy cùng tâm vì một nguyên nhân điên đạo ngày nào. Nhìn cứ cách ngang tàn má thường, tôi hiểu người không phải hạng thường dân. Vì vậy mà tôi lo tìm kiếm linh đơn để giải cứu người thoát qua cơn bệnh. Hầu dung đơn diệt sư quân tàn bạo, góp tài trai xây dựng sơn hà. Nói vậy cô có đem theo linh đơn hả? Có đây. Rồi, nó mới lõn ra chuồng ngựa, nữ chủ theo tôi. Đứa nào canh giác đâu, sao không thấy bạn? Dạ có. Dạ có, em là Tô Điền Út Ịch. Chắc đây. Tô Điền Út Ịch? Vậy mà tao lại tưởng Tô Điền Sơn chứ. Gác đây sao bỏ đi đâu? Dạ, dạ vì có người. Người nào? Mì gác để cho ai vào hả? Dạ, 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 dạ không có ai. Chính mì vừa nói có. Dạ, 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 dạ có. Có kẻ gian phải không? Dạ, dạ không phải gian mà là... Là ai? Dạ, là ai? Dạ, dạ là lão sư Lạc Hạ. Lão sư Lạc Hạ? Cha của Vị Xuyên. À, ta cần tìm gặp ổng và Ý Lan để cho cơ tử Vị Xuyên chịu cử hành hôn lễ. Ổng ở đâu? Ổng ở đâu? Ta đây. Kìa, ai đấy? À, một thằng điên à? Dạ, dạ, dạ không phải điên. Tại lão sư nghèo khổ thân sơ, lang thang rách rưới nên nhổ đầu tuốt lút tàn tạ như vậy. Vậy mi cấp bốc vô thỉnh lệnh bà nói rằng
dành chính ta tìm được lão sư. Dạ con đi ngay. Ông kia, ông nói thật có phải là Lạc Hạ? Lạc Hạ chính là ta, cha của Vĩ Xuyên. Cha tôi đâu? Đây, đây là lão sư Lạc Hạ. Cha! Bà không, ông khùng. Ông khùng chứ đâu phải cha thôi. Khoan, chính cha là lão sư Lạc Hạ mà tại sao con tháo chạy không nhìn? Thằng cha chỉ xiết khổ đau, cách xa từ lâu nhớ con mà cha dạ thêm sầu thêm lo. Ông khác cha tôi nhiều à, đầu tóc ông như gầy, ông giống người điên dại gì đây? Bởi đau buồn thân thể tàn cao. Chính này lão sư có tuần chính kỳ thiện, có ràng chẳng sai. Nếu ông nói cha xin mau kế qua việc gia đình của tôi. Con của lão cơ tử Vị Xuyên với lễ quý Tô Ngã Sĩ Nguyên, lại cũng có đứa cháu gái Tô Ngã Y Lan. Lời ông tỏ ra thật tâm. Chính thân phụ của nàng, chính phụ thân của nàng đã khổ cái gì con? Dạ, có cô bé Y Lan đến đây tìm mẹ. Cho vào. Con Y Lan. Con Y Lan, ông ngoại đây nè con. Con phải. Tao nói láo hả, cho mày kêu tao bằng chó. Thôi, vàng hết ra. Nay cơ tử Vĩ Xuyên đã đoàn viên phụ tử, thì xin giữ đúng lời nổi trong tân hôn. Cơ tử Vĩ Xuyên còn chờ gì mà chưa nổi trong tân hôn? Trong tân hôn, ta nổi trong tân hôn để chấm dứt những gì trong quá khứ. Đánh tân đi rồi cử hành đám cưới, đặng cho tao làm khách nhậu một phen. Mẹ, mẹ làm đám cưới với ai vậy mẹ? Mày nổi trong bao lâu? Xin dân con mẹ, con hãy lui ra cho mẹ nổi lên hồi chống ngự đi tiễn đưa một quá khứ bi. Một tâm sự não nùng khởi đầu cuộc ly ta, lặng thầm trong quá đêm. Mẹ nói thế là sao, con chưa rõ ngọn nguồn, lại cảm thấy hãi hùng khi mẹ cầm dùi trong với mày múa ca. Phải, mẹ nổi trong vui ca, mẹ nổi trong ăn mừng đoàn tụ gia đình và mừng xé duyên mới. Ta sốt lòng chờ trong nồi để đón cơ tử Vị Xuyên bước vô phòng tân hôn, cởi đầu nghỉ một mối duyên. Cơ tử Vĩ Xuyên mau nổi trong. Xin dân. Trời, mẹ tôi ngất xỉu. Ai hậu hay bình tĩnh đứng lên rồi vào trướng phủng cùng ta an nghỉ. Trời, ông ấy dám vào thân mẹ và mẹ tôi áp má trên dây. Vậy mới vui, vậy mới khăng khích cuộc đời. Mày không vỗ tay cười mà lại méo. Ông ngoại ơi, mẹ con đã cặp tay người khác ngoại ơi. Tao là ngoại, còn ngoại đâu nữa. Mi là ai mà dám xưng ông ngoại? Mi là ai mà dám xưng ông ngoại? Mi có cút đi không? Mi có cút đi không? Đầu mi sẽ rơi xuống đất. Đầu mi sẽ rơi xuống đất. Đó. Đó. Rồi chạy.
trời, ông ngoại tôi bị ông kiếm sĩ điên rượt chạy. Y Lan con tôi đâu? Kìa, Y Lan con! Bà Giang ra! Kìa, sao con xô mẹ? Vì mẹ đã thương con. Không, mẹ chỉ thương con và khổ sở vì con, mà mẹ đã gặp tay người khác. Không, không phải vậy Y Lan ơi. Thôi, con biết mẹ cần con bên cạnh mẹ, khi mẹ đã có người thương gần gũi mẹ đêm ngày. Lòng mẹ đã vui thì con còn đợi mẹ nữa làm gì. Hồi đó mẹ cần con lắm lần trong những đêm dài tuyết đổ sương rơi, nhưng giờ đây mọi việc đổi thay, con với mẹ đã chia lối tình cảm. Con thương ngoài tuổi già lẫn đấng, còn mẹ thì bận để tâm lo phụng sự người tình. Trời ơi, Y Lan không, con nỡ nặng lời mỉa mai xin nhục mẹ như vậy sao? Châu Y Lan đừng nói vậy, chuyện dĩ lỡ này con cũng chịu trách nhiệm một phần. Trách mẹ tôi khi mẹ tôi tay ra lấy chồng, nhưng tôi nghĩ tôi buồn cho ngoài và linh hồn đau khổ của cha tôi. Mẹ ơi, con biết mẹ vẫn thương con, nhưng mẹ đã lầm lạc trao cuộc đời cho kẻ nghịch. Dầu thương mẹ, con cũng cảm thấy mình cô độc nên lòng thầm xa lánh mẹ từ đây. Không, con sẽ đi tìm gốc bể dương mây mà cầu nguyện cho người cha bạc số, để cho mẹ bình yên ở lại hướng vào sang cùng tướng giặc. Cháu Y Lan đừng làm vậy, hãy ở lại với chú mà chờ ông ngoại trở lại. Không, chú hãy đi với con tìm ngoài. Y Lan ơi, nếu con không còn thương mẹ nữa thì con cứ việc bỏ đi, rồi mai một trở về đây mà tìm mẹ dưới quan mộ. Mẹ sẽ chết vì nhút nhát và đau khổ dài vô, gần nửa kiếp giữ gìn tiếp anh đợi chờ chồng và nuôi dưỡng con thơ. Giờ đoàn viên lại đông nhận ăn sâu rồi tiếp tục bị khổ đau dồ dập, cuộc đời mẹ chỉ dệt bằng nước mắt của chia lìa tiếp nối tiếp ly. Người khỏi bảo ai đi đón lão sư, vì người đã đến đây từ lúc này. Kìa, ông điên! Phải, ta là thằng điên hôm trước mà cũng chính là kẻ vừa rồi làm lạc hạ lão sư. Ông giả cha tôi! Ta giả ra đi tác hộp tơ duyên, rồi khi tỉnh trí lại bàng hoàng kinh hãi, một tân tuần diễn đi diễn lại mà kẻ này à.
được xem. Trước khi điên ta chứng kiến một phen, sau khi tỉnh thêm một lần tường tận. Trời ơi ta thèm điên hơn là bừng tỉnh, để thêm đau thêm hận thêm buồn. Ông đã tỉnh rồi, ông có biết rõ tôi không? Tôi biết bà cơ tử Dĩ Xuyên, người hiền phụ của Sĩ Nguyên hồi trước. Còn tôi là Y Lan mà ta thương cũng như thân. Phải, người ấy rất thương mến Y Lan và luôn miệng nhắc đến Dĩ Xuyên cơ tử. Dẫu trong lúc thần kinh bấn loạn hay nói hay cười một cách ngây ngô, nhưng có khi lặng lặng trầm tư, trong ánh mắt long lanh ngân lệ. Vì lẽ ấy tôi để tâm theo dõi tính chất người có tâm sự đắng cay, và chính tôi tìm thuốc linh đơn vừa cho uống nên người hồi tỉnh lại. Rồi đến đây muốn nhìn con, nhìn vợ, nhưng không làm sao thuốc được nên lần. Người đây là? Là một võ tướng hiên ngang, từng dũng gươm nghi lấp biển da trời, nhưng đã bị người ta phản bội cướp hết rồi, vợ đẹp con ngoan. Tôi muốn biết người ấy là ai, tên gì, và người ấy tên là? Không, tôi không là gì hết. Tên của tôi đã vùi dập từ lâu, danh của tôi nằm dưới đáy mộ sâu, trong hiện tại tôi chỉ còn nghĩa vô. Kìa ái hậu, ái hậu hãy vào trong cùng ta yên ẩm. Sao ở đây nói chuyện với ai? Chính ông bảo tôi là Lạc Hạ lão sư, sao lại trở ra đây làm mặt lạ? Mi là một thằng điên nên làm độc kế. Ta nhận mi là lão sư là để chiếm được Dĩ Xuyên thôi. Vậy là thời gian chưa thay đổi lòng này, kẻ hiểm độc đến tàn rồi không đổi tách. Tại sao mi lại cười? Ông có nhớ thằng điên này đã một lần tuốt kiếm trong Tử Quan hay không? Nhưng mi là ai? Là một kẻ hết cuồng tâm, nhận diện được kẻ thù ghê gớm nhất. Khốn kiếp! Im! Đây Lạc Hạ lão sư bằng xương bằng thịt. Kìa sư phụ. Dạ. Ta cáo về đây đúng lúc để đoàn viên. Cuộc đoàn viên trùng nhịp vui tân duyên. Thế trùng nhịp với ngài mới định tội ác. Ôi đi, ta chém bái đầu. Khoan, mi không tự nói với thằng điên hôm trước thì đừng mong chi dùng kiếm ở nơi này. Trước một thằng điên ngày hôm nay đã một lão sư mà mi từng một quỳ bái phục, trước một thiếu phụ chẳng yêu mày và cả con bé Y Lan, tất cả sẵn sàng trị tội kẻ gian. Không, vợ của ta là cơ tử, còn ta là chúa tể đất. Với binh hùng tướng giỏi quyết, đánh bại thiên hoàng để cai quản phù tan. Thì nói với mi chỉ là cát bụi của sư quân. Lời sắc lao kiêu căng từ xưa nay của kẻ bảo, cho đến ngày tàn vẫn dòng lưỡi. Là một buổi đoàn viên gây cân hái hùng, ai hậu sẽ thấy tên cùng này phai thay. Ta có thể phai thay như ngày nào phai thay trên chiến địa, để khúc chót nội mồ về rửa hận cho thầy nhi. Mi nói vậy nghĩa là
ta là kẻ đội mồ Tô Ngã Sĩ Nguyên đây. Hả? Sĩ Nguyên? Tên phản bạn, nay là giờ mới định tội ác. À, chết ta rồi. Hãy xóa bỏ buồn xưa hàng ngăn lại. Tô Ngã Sĩ Nguyên anh, Cơ Tử Dĩ Xuyên em, Y Lan con.